Tourgus dành cho thời trang du lịch. Đây là chiếc túi thời trang handmade bởi Kỳ Lân Luxury và công năng sử dụng là Kỳ Lân đã tối ưu từ những ý kiến của khách hàng. Chiếc túi này Kỳ Lân đã hoàn thiện theo đơn đặt hàng của một vị khách hàng rất đặc biệt. Vì sao gọi là đặc biệt? Vì vị khách hàng này đã đặt sản phẩm bên Kỳ Lân rất nhiều, từ trang sức, đồng hồ, điện thoại Vertu và đến cả túi xách này. Chiếc túi này được Kỳ Lân handmade từ da chọn. Da này là da beige ở Pháp. Từ tất cả chất liệu ở bên ngoài, bên trong và những phụ kiện này là những chi tiết cấu tạo chiếc túi rất là cao cấp, được Kỳ Lân nhập từ những công ty chuyên sản xuất phụ kiện và nhà thuộc da nổi tiếng hàng đầu trên thế giới để chuyên cung cấp da cho tất cả các hãng da thời trang nổi tiếng trên thế giới. Chiếc túi này có công năng nổi trội ở điểm đó chính là khóa vân tay ở hai ngăn. Phiên bản trước Kỳ Lân từng review giới thiệu đó chính là có một dây kéo ở giữa, bên trong có một ngăn full to lớn, mình đựng được rất nhiều đồ trong này. Và phiên bản sau dựa trên yêu cầu của khách hàng mà Kỳ Lân đã thực hiện là có hai dây kéo và ngăn này mình chia làm hai ngăn ở bên trong và phải có hai cái khóa vân tay luôn, một khóa vân tay, hai khóa vân tay, và kéo hai sợi dây kéo ra là chúng ta sẽ thấy được hai cái ngăn ở bên trong. Đây là hai cọng dây để gắm sạc cho hai ổ khóa vân tay. Bên trong sẽ có hai ngăn. Tất cả da bên trong là da switch mà Kỳ Lân chọn da cao cấp từ nhà máy hết luôn để mà phục vụ cho chiếc túi cao cấp của mình. Bởi vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về sản xuất handmade những chiếc túi theo yêu cầu từ chất liệu cao cấp, nên là tất cả chi tiết từ trong ra ngoài, từ chất liệu, da, phụ kiện đều là những cái mà Kỳ Lân phải tuyển chọn rất kỹ về cao cấp mới đủ tiêu chí hàng cao cấp luxury của Kỳ Lân. Phần tay xách thì Kỳ Lân mix ở ngoài là phần da cá. Da cá này Kỳ Lân cũng chọn là da cá loại 1. Về phần logo này thì khách hàng yêu cầu là gắn tên chữ cái như thế này, thay vì của Kỳ Lân lúc trước là để logo vương miện của Kỳ Lân, và logo vương miện này là phù hợp dùng được cho tất cả mọi người vì logo vương miện là biểu trưng của sự cao quý sang trọng, là từ vàng nguyên khối AU750 và ba viên kim cương trong vương miện này là ba viên kim cương hột sò mà Kỳ Lân đã tuyển chọn kiểm định bằng giấy tờ đầy đủ. Và cái chỗ cái chữ CT này cũng được Kỳ Lân chế tác từ vàng nguyên khối AU750, công nghệ nén vàng không bọt không xốp nên vàng ánh bóng cực kỳ và rất đẹp. Và bên trong ngăn, hai ngăn lớn này thì sẽ có một ngăn nhỏ mà có dây kéo bên trong để mình đựng những cái đồ mà nhỏ dễ rớt thì mình sẽ kéo lại. Còn ngăn bên ngăn lớn còn lại sẽ có hai ngăn nhỏ để đựng những nem cạc, những giấy tờ mà chúng ta cần muốn, những vật dụng nhỏ nhỏ ở đây. Chỗ phần khóa vân tay này cũng được bảo vệ bằng một lớp da cá, là da cá loại 1 tuyển chọn, như là phần trên phần quay nắm tay xách này. Và bên hông bên ngoài cũng có một ngăn phụ để mình để những cái vật cần thiết, những vật dụng cá nhân mà quan trọng thì chúng ta sẽ để bên trong ngăn có khóa vân tay để bảo vệ an toàn. An toàn ở đây là bảo vệ cho chúng ta trong những điều kiện khách quan để tránh bị mất, chứ không phải là bị rơi rớt thì có khóa vân tay hay khóa gì cũng thế thôi. Và quan trọng nhất là bảo vệ chúng ta trong những điều kiện môi trường mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.